Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn ba con giáp may mắn nhất trong tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2022 nhâm dần. Và đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1. Tuổi Mão. Không chỉ công việc, tài lộc của người tuổi Mão cũng nhận được sự che chở của nguyệt lệnh lâm trường sinh nên khởi sắc rực rỡ là điều đương nhiên. Đây là tháng cận Tết, thu nhập tăng tiến nhanh chóng và đến từ nhiều nguồn, giúp tâm trạng của con giáp vô cùng hân hoan. Với người làm công ăn lương, bạn đạt được nhiều thành công trong công việc, nhờ thế mà mức đãi ngộ cũng cao hơn. Cuối năm là lúc tiền lương, tiền thưởng được trao, tài vận thăng tiến cũng không quá bất ngờ. Chỉ cần bạn tập trung làm tốt việc của mình, thù lao nhận về sẽ vô cùng xứng đáng. Nếu có thời gian rảnh thì giúp đỡ mọi người, các mối quan hệ xã giao nhiều vậy cũng được cải thiện trông thấy. Bạn không còn phải đau đầu xử lý những rắc rối thị phi không đâu. Người làm ăn, kinh doanh cần nắm bắt cơ hội để hốt vàng, hốt bạc ở thời điểm Tết đã đến rất gần này. Thị trường đang rất sôi động, bản mệnh có thể sẽ có một tháng tất bật với hàng Tết, hàng hóa lưu thông tốt, nhưng đồng thời sức cạnh tranh cũng tăng cao. Điều này đòi hỏi bạn phải có sự nhạy bén và tinh nhanh để tìm ra hướng đi phù hợp. Tháng này sẽ mở ra nhiều thời cơ tốt để làm ăn, hợp tác và đầu tư. Dù vậy, bạn cũng nên hết sức thận trọng, kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùn hạp, nên chú ý trong khâu chọn người, đừng quên hung tinh, thiên cầu vẫn rình rập, có thể gây hại cho bạn bất cứ lúc nào. Mua sắm Tết thì nên có chừng mực để tránh tình trạng lạm chi. Vận trình của tuổi này có nhiều điểm sáng, gặp nguyệt lệnh lâm trường sinh, tháng mới báo hiệu Mão sẽ đón không ít tin vui trong công việc và cả tài lộc, tha hồ đón Tết an vui. Công việc tiến triển thuận lợi, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định. Thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra, bản mệnh làm nhiều, hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Đây cũng là tháng bạn khá vượng vận quý nhân, thường hỗ trợ về nhiều mặt, thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình. Tháng này Mão có tài tinh thực thần chiếu mệnh, tài lộc khởi sắc rực rỡ. Đây cũng là tháng cận Tết, thu nhập ngày càng tăng cao, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều, giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Dù vậy, bạn cũng nên hết sức thận trọng, kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùn hạp nên chú ý trong khâu chọn người. Về phương diện tình duyên, đời sống tình cảm vợ chồng duy trì ở mức ổn định, đôi lúc có cãi vã nhưng nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng hòa khí gia đình. Người độc thân vẫn cần phải nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại. Có thể năm nay vẫn là một cái Tết cô đơn nữa của bạn. Sức khỏe trung bình tuy không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng nhưng bản mệnh vẫn cần đề phòng hung tinh thiên cầu gây họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dậu. Tử vi tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp âm lịch cho biết, tài lộc của tuổi Dậu vượng lên khá rõ. Cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn. Công việc đang tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh. Bên cạnh các khoản lương cứng với biểu hiện xuất sắc của mình, tuổi Dậu còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm. Đặc biệt là việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chia doanh số không nhỏ. Đây còn là tháng chạp cận Tết, cuối năm là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao. Nhiều khoản thu nhập đổ về cùng một lúc, tài khoản của tuổi Dậu tăng tiến chóng mặt. Trong khi đó, người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm. Các cơ hội buôn bán mùa lễ hội cuối năm liên tục mở ra trước mắt, có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Nhưng cũng vì thế mà bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp. Tuổi Dậu được khuyên đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó. Hãy dựa vào kinh nghiệm và căn cứ năng lực của mình, chọn lĩnh vực mà bạn biết rõ nhất. Khi đó bạn sẽ tự tin hơn, gặp tình huống bất lợi cũng biết cách xoay sở kịp thời. Ngoài ra, bạn cũng nên tin tưởng hơn vào trực giác của mình, nhất là khi sao xấu ngũ quỷ sẽ có thể gây ra một vài bất lợi nếu bạn chủ quan. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn thì tức là nó có vấn đề thật, nên dành thời gian tìm hiểu thêm.
Tiền bạc dư giả nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết để tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh sa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Tháng Quý Sửu này, tuổi Dậu gặp được cục diện tam hợp thái tuế, báo hiệu đây sẽ là một tháng nhiều điểm sáng với con giáp này. Mọi việc đang có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó. Phương diện sự nghiệp của tuổi Dậu có thêm cát tinh thiên ấn che chở nên vận trình không tệ chút nào. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Tài chính ở thời điểm này khá dư giả, Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan. Bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh sa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui. Một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa, người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của đời mình. Tháng này tuổi Dậu cần đặc biệt lưu ý phương diện sức khỏe. Nguyệt lệnh lâm đất bệnh dự báo những bất lợi cho cơ thể của bạn, có thể là chứng bệnh cũ tái phát hoặc cơ thể lao lực nên dễ ốm đau. Hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp đi lại, làm việc cẩn thận, kẻo lại bị thương tật và tai nạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Hợi. Tháng cuối cùng của năm 2022 có thể gọi là tháng gặt hái thành quả của người tuổi Hợi. Bạn đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực khiến nhiều người ngưỡng mộ, chủ yếu là bởi bạn đã cố gắng dựa vào sức của chính mình, còn may mắn chỉ là một trong những yếu tố thúc đẩy mà thôi. Trên phương diện sự nghiệp, tam hội cho thấy bạn làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao xây dựng từ trước đó giúp bạn tiếp cận được nhiều cơ hội đáng quý. Đồng thời, nếu có gặp phải khó khăn, bạn cũng không hề đơn độc, bởi mọi người luôn sẵn sàng cổ vũ, động viên và cho bạn sức mạnh. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn đang ôm những khát vọng cao xa, nên nhớ rằng càng cố gắng bao nhiêu, bây giờ càng vất vả bấy nhiêu thì tương lai càng được đền đáp xứng đáng. Trên phương diện tài lộc, bạn tỏ ra là một người nhanh nhẹn, hoạt bát, sẵn sàng xông pha để đạt được lợi ích mà mình mong muốn. Nhiều cơ hội phát tài, phát lộc xuất hiện trước mắt và điều là bạn cần làm chính là nhanh tay nắm bắt thời cơ thuộc về mình. Theo tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch của tuổi Hợi, cuối năm có thể bạn phải bôn ba khá nhiều để chiều lòng khách hàng, nhưng đó chính là yếu tố cần thiết nếu như bạn muốn làm giàu. Rất tiếc là trên phương diện tình cảm, bản mệnh lại không đón nhận được những tín hiệu tích cực. Có thể là bạn đang quá bận rộn với việc làm giàu nên không có nhiều thời gian để quan tâm đến nửa kia hoặc gia đình của mình. Chẳng ai có thể làm hoàn hảo mọi thứ cùng một lúc. Song bạn cũng nên sắp xếp thời gian để có thể cân đối mọi việc, như vậy sẽ tốt hơn với chính bản thân bạn và tất cả mọi người. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị ba con giáp may mắn nhất trong tháng 12 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.